Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip cùng với lại dàn PC 120 triệu thôi. Đấy, đây là dàn PC của tôi. Hơn nữa là tôi có một ống ảnh trên Hà Nội, nặn nội từ trên Hà Nội về đến đây để đưa tôi 10 triệu con virus đấy anh ạ. Virus đưa ra ngoài. Đấy. Thì là ông anh này là dân IT chuyên nghiệp, tạo ra 10 con virus rất là nhiều luôn. Mất nguyên tháng trời tìm trên mạng ngoài đào mãi Em tưởng anh tạo được đi đào trên mạng về à? tạo làm sao được thì có thời gian tạo mấy triệu không chút thì tôi giàu rồi tôi ngồi đến mày làm gì Này. Cái gì anh này? Bao nhiêu này? 10 cái đấy Đây 10 là... triệu thôi mà ít đâu Mỗi cái này là bao nhiêu ghi đây? 16 cái đấy Ui, vai trưởng nhiều thế. 10 cái USB 16 GB, 10 triệu con này các bạn thấy không? Nhiều vãi cả trường luôn, nguyên một tháng trời. Ok rồi, em cảm ơn. Là bây giờ là em cắm vào máy tính để có vào đúng không? 10 triệu con, chuẩn không? Chuẩn 10 triệu con đúng không? Chuẩn 10 Kiểm triệu tra được đúng không? kéo ra rồi. Ok, bây giờ là tôi sẽ phá hủy cái dàn máy tính của tôi với 10 triệu con virus này. Xem là cắm 10 triệu con này vào, copy vào máy tính thì cái máy tính tôi có bị làm sao hay không? Bây giờ các bạn hãy đón chờ, ok. Đấy. À, anh này, em hỏi tí là 10 triệu con virus này nó có kinh khủng không? Ai biết được, tao tải trên mạng thôi. Nó sợ hỏng máy. Mày vừa tính tướng gì cơ mà? Cái thứ đi biết mười mà giờ tính tiếng bên Nhưng mà ngoài không xong không không sao đúng không? cứ thứ đi Không mất sao, công anh chắc chắn em không sao, cái em cài luôn. không sao Ở nhớ nhá, làm sao thì anh chịu trách nhiệm nhá, ok. Ờ đấy ông anh tôi chịu nhận, IT chuyên nghiệp không phải lo bây giờ nhá. 10 triệu con virus ở đây này. Đó. Bây giờ tôi sẽ ngắt mạng trước, sau đó thì là sẽ tắt cái phần mềm diệt virus đi để cắm trực tiếp 10 cái USB này vào trong máy tính, sau đó thì copy hết 10 triệu con virus này ra. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ tắt cái modem tôi đi. Đó, để tránh hỏng modem. Ok, tôi đã tắt xong cái modem rồi. Tôi thà hỏng máy tính còn hơn là mất mạng. Bây giờ là tôi sẽ tắt cái phần mềm diệt virus đi, sau đó sẽ copy toàn bộ 10 triệu con virus vào trong máy tính. Đó. Rồi, bây giờ là vào đây tìm cái phần mềm diệt virus tắt đi. Ok, tôi đã tắt mạng và tắt phần mềm diệt virus. Bây giờ thì là tôi sẽ cắm cái USB này vào để copy toàn bộ 10 triệu con virus sang máy tính của tôi. Rồi, cắm trực tiếp vào đây. Ok, cuối cùng thì là tôi đã cắm xong 10 cái USB vào trong máy tính tôi. Đấy các bạn thấy không? Nhìn này. Đấy, rất là nhiều USB luôn. Đây nữa. Đấy, bây giờ thì là tôi sẽ truy cập vào để xem là virus nó như nào, bởi vì là tôi từ bé lớn là tôi chưa biết cái con virus nó làm sao. Hôm nay cái lần đầu tiên là tôi sẽ được chiêm ngưỡng virus 10 triệu con luôn, xem mỏi mắt luôn. Ok, rồi. Đây, trong đây có một cái file chứa 1 triệu con virus này. 10 cái USB là 10 triệu con. Ui, các bạn nhìn này. Virus này. Nhìn đẹp quá trường. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn virus này. Ok, bây giờ sẽ đến cái công đoạn mà tôi sẽ copy toàn bộ 10 triệu con virus sang cái máy tính của tôi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ copy hết. Ok, hiện tại thì tôi đang thực hiện cái công đoạn đầu tiên, đó chính là copy 1 triệu con virus sang máy tính của tôi. Nhưng mà ở đây có tổng cộng là 10 triệu con, rất là lâu luôn đấy. Ngồi đây 20 phút rồi mới copy được 26%. Mất thời gian vãi cả trường luôn này. Đây là cho bạn xem. Đấy, 26%, 20 phút, 1 triệu con không biết là bao giờ mới xong. Bây giờ thì tôi mới thấu hiểu cái nỗi khổ của ông anh tôi copy 10 triệu con trong vòng một tháng. Giờ tôi mới tin đấy. Em giờ tin. chúng mình thấy anh khổ à? Vâng, em giờ em thấy anh khổ, công nhận khổ thật. Giờ cũng khổ, đói lắm rồi. Đói. Đi ăn. Anh đói đâu nhỉ? Đói từ nãy. Nói từ nãy gì? Bây giờ là thôi, tôi sẽ dẫn ông anh tôi đi ăn. Rồi để cho cái máy tính nó copy, khi nào mà xong thì là về xử lý tiếp xem là 10 triệu con virus nó vào máy tính của tôi nó sẽ như thế nào. Rồi đi ăn này, đi, let's go. Ok, hơn 5 tiếng đồng hồ bây giờ mới cóp xong 10 triệu con virus. Đợi rất là lâu luôn, bây giờ là 2 giờ đêm rồi. Rất là lâu rồi. Đấy. Ông anh tôi thì đang ngủ rất là say. Các bạn thấy không? Nhìn cái điệu. Nhìn này. Ok, hiện tại thì cái máy tính của tôi đang chứa 10 triệu con virus, rất là nhiều virus luôn, đó bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Nhưng mà tôi thấy là hình như là máy tính vẫn hoạt động bình thường, rất là mượt luôn. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Đó. Tôi không hiểu là tại sao cho 10 triệu con virus vào thì tôi nghĩ là cái máy tôi sẽ phải giật nát kinh khủng hoặc là bị làm sao, nhưng mà đấy rất là bình thường. Hay là ông anh tôi là cóp vớ va vớ vẩn và bốc phét tôi. Không thể chấp nhận được. Anh à. Ngủ gì mà cứ há hốc mồm trợn mắt lên như kiểu đang tỉnh ấy. Cái tình hình là 10 triệu con virus của anh có vào máy tính của em nó vẫn bình thường, máy em nó vẫn bình thường, chả làm sao cả này. Có phải có thật không hay là như nào? Anh biết
Cóp trên trang virus mà, chứ nó bỏ virus. Nó bây giờ máy em vẫn hoạt động bình thường này. Kích thử một con đi. Cái tưởng là cóp 10 triệu con vào thì là nó dính luôn chứ lại phải kích thử à? Thì chắc thì nó tự chạy, mình chạy. Mình chạy nó lên. Ok rồi. Chơi một con không phải xoắn nữa hiểu không? Thử thử một con xem như nào. 10 triệu con máy tôi vẫn còn ngon này, chắc một con không để ý. Ok bây giờ thì tôi sẽ nghe lời ông anh họ tôi. Click vào một con virus xem là cái máy của tôi có bị làm sao không. Tôi nghĩ là không làm sao đâu. 10 triệu con cóp vào không sao thì click một con không để ý. Đấy, bây giờ click vào đây. Đấy, nghe lời ông anh bây giờ là kích vào rồi không biết là máy tính tôi nó bị cái méo gì đây rồi là những cái file dữ liệu của tôi đấy xóa hết rồi game kia của tôi là cũng mất hết đậu xanh rau má mẹ bây giờ hiện cái gì đây toàn tiếng Anh chữ đỏ ngầu hình nền của tôi mất luôn rồi này đậu xanh rau má rồi cái gì đây toàn tiếng Anh xem dịch tiếng Việt xem là đậu xanh này có cả tiếng Việt Nam chuyện gì đã xảy ra với máy tính của tôi thì tôi có thể khôi phục các tiền của tôi không có tích rất là tích luôn làm thế nào để tôi trả tiền. Nhìn thế nào tôi trả tiền đã đau khổ quá cả loạn luôn đấy. Anh em hỏi anh nhé, em hỏi anh một câu thật thôi. Em bảo anh cóp cho em 10 triệu con virus nhẹ nhàng tình cảm thôi. Anh cóp đây con gì đây? Con gì đây? Con này tống tiền. Con này là con WannaCry. Rồi em nghe cái tên WannaSky này em biết rồi. Em biết đây là con virus tống tiền rồi nhưng mà cóp cái gì cóp con virus này vào? Thì chú anh cóp 10 triệu thì anh cứ cóp 10 triệu anh biết là sao rồi. 10 triệu con kích con nào không kích, kích đúng con này. Đen thôi. Cái đỏ đỏ quên đi đúng không? Ok bây giờ mất hết file em rồi. Game viết mất hết luôn, file tài liệu em cũng mất sạch. Trả 300 đô. 300 đô nhân ra là gần 7 triệu. Đây rồi, chỉ vì cái trò nghịch ngu cho 10 triệu virus vào bây giờ là mất 7 triệu. Rồi là mất hết file dữ liệu, mất hết game, bây giờ làm cái méo gì đấy, mất nguyên 5 tiếng của tôi. Rồi là mất nguyên cả một tháng trời copy rút rồi. Đau khổ phải cả trường, bây giờ anh tình hình giải quyết cho em cái. Rồi như này không ổn thật, em thề luôn đấy. Xem giải quyết này cái. Thật sự là đây một cái trò ngu vãi cả trường luôn. Biết thế thì tôi đếch click vào xong tôi tưởng là copy virus vào ấy thì là máy tôi sẽ bị đơ. Đấy, ngày xưa là tôi dùng máy tính cách đây khoảng tầm 5-6 năm. Tôi cóp virus vào tôi bị dính virus máy bị đơ diệt tí là hết. Bây giờ là tôi cứ tưởng như thế, bây giờ nó cóp vào bây giờ máy méo đơ click vào phát bây giờ tống tiền nên bây giờ tiền có đâu. Bây giờ anh xem tình hình nào xử lý em cái. Thế xử lý em. Bây giờ làm sao bây giờ có cách chúng nào? Chúng này diệt virus mà. Quét thử xem. Ok bây giờ thì tôi sẽ diệt virus xem là có khắc phục được cái gì không. Thật sự là tôi muốn khôi phục tất cả những cái file dữ liệu của tôi. Còn diệt như này thì chắc chắn là sẽ diệt được rồi. Rồi nó lại hiện lên tiếp. Tao không trả tiền cho mày đâu. Ok, tao không trả tiền cho mày, ok. Bây giờ tôi sẽ để BKV xử lý xem là có thể diệt được hết 10 triệu con virus mà tôi đã copy ở cái máy tính của tôi hay không. Nếu mà diệt được hết rồi thì tôi sẽ thử xem là nó có thể khôi phục được tất cả các tệp dữ liệu rồi không. Vẫn đang quay các bạn hiện tại thì các bạn thấy đây. Mới quét được 650 file mà đã nhiễm khoảng tầm mà ôi lại hiện tiếp. Nó cứ hiện cái này liên tục các bạn này, nó cứ hiện cái này liên tục này. Nó bắt tôi trả 300 đô này, xin lỗi mày đi, lượn ra chỗ khác. Ok, không trả tiền. 623 con virus rồi. Hiện hơi bị lắm đấy các bạn. Đậu xanh, nãy giờ hiện chục lần rồi đấy. Các bạn không có tiền, ok. Cái thằng hacker mày có nghe tao nói gì không? Không có tiền, ok. Đấy, bây giờ là quét từ nãy giờ là được 4 phút mà được có 2.700 con. Không biết là 10 triệu con thì quét đến bao giờ. Chắc đến Tết mọt gông ra. Tôi ngồi đây hơn 2 tiếng rồi. Các bạn nhìn. Virus mãi vẫn chưa diệt xong. Rất là mệt. Hôm nay thanh niên này vẫn ngủ được đậu xanh. Ngủ ngon vãi cả trường. Thần thái phết, ngủ cũng có thần thái phết. Đấy, bây giờ máy tính của tôi là
tan thành bành rồi, chả có cái gì mà vẫn còn ngủ được. Thôi cho thanh niên ngủ vì là cả ngày hôm nay mệt rồi. Với lại mất nguyên 1 tháng copy virus cho tôi. Bây giờ tôi chỉ biết ngồi đây đợi chờ để cái phần mềm BKV diệt hết virus. Xong rồi là xem có khôi phục tất cả cái dữ liệu rồi không thôi. Vẫn méo xong đậu sang nhà nó. Ê, chán không biết làm cái gì là có bơi cái máy để chơi game với lại để nghịch rồi bây giờ cứ hồi quen vì lúc này giờ nó tống tiền rồi cũng lao ra rồi là đậu dành rồi thế chán. Hôm nay đã là ngày thứ 9. Ngồi chờ đợi mỏi mòn mòn mỏi. Các bạn đến đây. Vẫn chưa quét xong đậu xanh nhà nó mẹ. Ngồi đợi không biết đến bao giờ. Rồi ơi, bây giờ được có 9 triệu con. Còn ngày nữa. Đợi tiếp. Cảm giác 10 ngày trôi qua tôi cảm thấy rất là chán và rất là ức chế luôn, thề luôn. Mẹ, tại sao tôi nghĩ là cái trò cho 10 triệu con virus vào máy tính bây giờ là không có máy để mà nghịch. Các bạn có thể hiểu được cái cảm giác 10 ngày mà không có mạng, không được chơi game nó như thế nào không? Thật sự là chỉ tại tôi ngu. Nghĩ ra cái trò mà không có thể chịu được bây giờ đấy. Mà nhìn cái máy tính tôi cảm thấy rất là thương nó, thương em vãi cả trường luôn, khổ thân em. 10 ngày qua là em hoạt động rất là tích cực luôn để diệt virus mà không biết là có diệt được con nào không đấy, không diệt được là bán luôn máy, bật máy tính lên. Sao tôi có thể nghĩ là cái trò đó ngu như này, đậu xanh tóc không có còn cứ. Ui các bạn ơi, tôi không thể tin nó là mình được. Sau 10 ngày, thời gian quét 240 tiếng 36 phút 21 giây, số file đã quét 10.052.000. Nếu ví dụ trường mạng thi 10 triệu con đã cách ly diệt loại bỏ 10 triệu con. Thật sự là tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Sau 10 ngày ròng rã chờ đợi thì là bây giờ cái máy tính của tôi đã hoạt động rất là bình thường luôn. Thề luôn, hoạt động bình thường luôn. Mở hợp đồng ra nào. Ui, vãi cả trường. Tài liệu mật của tôi. Ui, mày thế. Ui, không phục được hết các bạn ơi. Đậu xanh 10 ngày diệt được hết 10 triệu con luôn. Nói chung là tất cả cái file dữ liệu của tôi ấy, những cái file mật như này, những cái file rất là quan trọng đối với tôi đã được khôi phục hết đó. Và toàn bộ 10 triệu con virus mà tôi nghịch ngu tôi có máy tính của tôi là đã bị diệt diệt hết luôn đó. Nói chung là chúng nó bị die hết luôn. Cái máy tính tôi đã hoạt động bình thường rồi. Bây giờ cái thằng tống tiền tôi 300 đô ấy, xin lỗi mày đi nhá, lượn chỗ khác. Ok rồi, nói chung là không còn gì để nói. Đây là một cái clip mà tôi cảm thấy là nó lâu vãi cả trưởng ra luôn. Một clip mà tôi thực hiện mất nửa tháng rồi, là ông anh tôi có virus mất nguyên 1 tháng. Nói chung là một clip mà nó rất là dài, vãi cả dài ra luôn ấy, thề luôn ấy. Bây giờ là không còn gì để nói nữa. Ai USB nguyên 10 cái, 10 triệu con đem đi đốt hết, đậu xanh. Chỉ vì mày đã mất nguyên 10 ngày con nợ. Đi đốt hết. Đi đốt hết, ok, đốt hết, đốt hết. Ok, nói chung là tôi đã đốt hết 10 cái USB chứa 10 triệu con virus rồi. Nói chung là bây giờ không còn cái gì để nghịch nữa, mà tôi không dám nghịch mấy cái trò đấy nữa. Nghịch đấy gọi là nghịch ngu chứ không phải nghịch dại rồi. Rồi, bây giờ là thôi đi chơi điện tử. Sau 10 ngày không được nghịch máy tính thì bây giờ là phải bổ luôn rồi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.